Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, thời tiết chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh đầu mùa. Trong khi miền Bắc chìm trong cái rét đầu đông, thì miền Trung vừa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, vừa chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, nhưng mưa rông rả rích cả ngày. Cụ thể trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nhiều hơn, khiến cho nhiệt độ tiếp tục hạ xuống sâu hơn. Tuy nhiên từ chiều nay, do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, nên khu vực Trung Du và vùng núi trời đã chuyển sang trạng thái khô ráo, nhưng nhiệt độ thì vẫn ở mức thấp, chỉ từ 21 cho tới 22 độ, trời rét cả ngày. Với thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng, chỉ có còn mưa rải rác, nhiệt độ cũng không cao, dao động trong khoảng từ 23 tới 24 độ, trời lạnh cả ngày. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đến đêm nay và sáng sớm ngày mai, nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi tiếp tục giảm xuống dưới 18 độ, mức thấp nhất từ đầu mùa. Ngay như khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội cũng hạ xuống còn từ 19 tới 20 độ, trời rét. Về mùa đông năm nay, chúng tôi dự báo rét lạnh hơn năm ngoái. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện trước ngày 25 tháng 12. Sau đó tháng 1 năm 2022 sẽ có khoảng từ 4 tới 5 đợt không khí lạnh mạnh. Kể rét đậm, rét hại diện rộng từ 4 tới 6 ngày. Với miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nên trong đêm qua và sáng nay, ở khu vực từ Nghệ An tới Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Sau đó, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng trong khoảng từ nay tới hết ngày 18 tháng 10 sẽ liên tục có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa ở Nghệ An sẽ phổ biến từ 80 cho tới 150mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi, Bắc Tây Nguyên có mưa từ 100 cho tới 300mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, lượng mưa sẽ lên tới từ 250 tới 500mm, có nơi trên 500mm. Cũng từ ngày hôm nay, các sông suối miền Trung sẽ có lũ lớn dâng cao với đỉnh lũ thượng nguồn các sông từ Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, sông Bồ của Thừa Thiên Huế sẽ đến mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Thượng lưu các sông ở Nghệ An, sông La Hà Tĩnh, sông Hương, Thừa Thiên Huế, sông Vu Gia ở Quảng Nam sẽ lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Đặc biệt là tại các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Ngãi. Bà con lưu ý, tuy vùng áp thấp này không mạnh lên thành bão, nhưng do có sự tương tác với nhiều hình thế thời tiết xấu cùng lúc, nên lượng mưa đổ xuống thậm chí còn nhiều hơn so với khi bão đổ bộ. Do có mưa nhiều, nên nền nhiệt ngày hôm nay ở miền Trung cũng khá thấp. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 23 tới 24 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình tới Thừa Thiên Huế nhiệt độ không vượt quá mức 26 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa ở nhiều nơi về chiều và tối. Trong đó các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai hay là khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn có những điểm đạt mức mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 26 tới 29 độ, có nơi thấp hơn. Trong khi đó ở Nam Bộ nhiệt độ là từ 29 cho tới 32 độ,